Ê, tiên ghét nào, tiên ghét. Lê. Kìa, con tiên ghét bên kia. Để em nâng đồ cái kiểu á. Ôi, cái nó. Xin con này, xin chết này luôn ơi. Xin chết mẹ đó. Yolo, motherfucker. Mà xin chạm tướng hồi máu á. Ê, mình làm nhà ở đây chắc vui lắm ơi. Vui. Cứ hở tí là có con nó qua nó cắn nhà xây lại. Đâu thì đấy đâu. Đây bên này, bộ đầu này. Bên đấy, có màu gì màu xanh xanh này mày. Con đó mình chưa bắt được. Con đó mình phải có cái mũi tên, cũng tên phép mới bắt được. Đây à, đây nè. Đây nè, bên kia. Yeah boy. Bây giờ dụ sao cho nó chui vô cái lỗ này luôn. Vậy nó mới hết con. Không được đâu. Được, cứ tin ta đi. Đi, mặc dù ta chưa thử đường nào nhưng mà cứ tin ta đi. Ê, biết bố mới là ai không? Đi con mày. Ê, cho chết. Rồi. Má chưa gì dụ hả? Rồi, thôi cứ đợi. Rồi dụ ấy. Đem to quá. Chút. Đừng có chạy lại. Nó đang quay đầu á. Con nó chạy bà rồi. Ôi chạy à. Rồi tính chứ bình thường nó sẽ quay đầu chứ ta. Mà lần này xí đai. Ủa? À nó đang quay đầu kìa. Đang quay đầu hả? Ok, kìa đi. Rồi quay giờ đi đứng bên kia. Đúng cái nào? Đứng bên kia. Không, vậy cũng không ăn thua đâu, để em nhảy thẳng qua đây luôn. Ê! Ê, nó đang cắn con gì á? Đang cắn cái robot này. Ê, vô đây. Rồi xong. Vô đây. Ủa? Kìa. Nó đi luôn rồi. What's up, bro? Hey, you. Yes, it's you. Đi sao á? Nó chạy luôn cái xe gì? Chỉ luôn rồi, bắn mẹ luôn. Có gì chạy xuống. Xong phim rồi. Nó quẹo đầu rồi. Không sao, mình bắn dí nó luôn rồi. Đó, nó nhân cơ hội đi. Rồi xong chạy. Nó sao lưng mình? Nó chạy ơi. Ok. Mày cứ chiêu đi quen để em dụ nó vô. Ôi. Mọi người chạy. Nó lại chạy rồi. Fuck. Má khủng long uy dũng của tao đâu. Tí ghét uy mạnh của tao đâu. Không, vậy nó đi cắn con khác rồi. Thét cho lửa của tao đâu. Fuck you. Không, hình như nó đâu phải đâu ý dụng mà nó đéo quan tâm tới mình luôn. Nó xem mình như sâu bò ấy. Rồi xong nó thấy mày nó đi bắt bò rồi. Đúng rồi, nó đi bắt bò. Nó thích gì nó thích thôi. Nó đi bắt bò mày khấy. Đâu, hình như nó đang cắn cơ nó. Đang cắn tao á. Đang, con cơ nó cắn nó kìa. Vãi. Anh trai, từ. Anh trai chúng ta có kẻ thù chung á anh trai. Bắn ngay đi bắn. Mình lại cà lo dí tao. Ê, con đà. Ơ, kìa, đờ mờ, chó chết này. Nhưng nó chạy vô rồi. Ê, nó không vô được. Máy này nó không vô. Qua đây, chó chết. Mày qua đây nè, đúng rồi, kẹp tao đi, đúng rồi, dí tao đi, tao muốn mày kẹp tao đi. Nó dí mày, nó đang chạy. Ê, nó quẹo đầu lại rồi. Ê, sao con này lọt vô đây luôn rồi nè mày. Ê, xuống. Shit. Ok. Dí luôn rồi, con này nó không làm gì được mình đâu. Nó coi thường mình nè. Ok. Mày quay đầu là tao sợ. Level 13 á. Thì ta có thể chơi theo kiểu mình đi vòng vòng để cho con này xoay đầu khó. Mình sẽ quay vòng vòng quanh người nó. Ê, sắp rồi, 5.800 rồi. Cái thanh tím của nó là 5.800, nó 6.000 mấy à. Nó chạy đâu mất rồi, ok. Nó chạy, nó đi đâu rồi. Bên kia. Mẹ mày. Thì cái thanh turbo nó hôi được không? Được, nó tuột được. Mà nó sắp xỉu rồi. Sắp mày xỉu đi. Mày đừng chạy nữa. Nó xỉu rồi. Yeah. À. Từ. Xỉu rồi. Từ. Sao con cần lo đây? Rồi. Chị ghét. Lên làm kiểu selfie. Lên khải. Lên chụp một hình nào. Mẹ xong một buổi chúng ta lời được hai con cà thò với một con T-Rex. Được rồi. Chụp lại với toàn thể. Đó rồi nó dậy rồi. Rồi. Đu. Rồi xong. Chúng ta không có yên của nó. Ủa sao cái vùng này qua em được rồi? Cái vùng màu xanh này sao qua em được? Rì thế giới á. Chúng ta đi quay back home nè. Ok đi. Đi bộ về nhà. Nhớ đường không? Có bản đồ mà thôi gì.